lịch sự khi tham gia giao thông không may va chạm. Thực hiện được những điều đó thì mỗi ngày trôi qua chúng ta cũng phải đối mặt với những tai nạn thương tâm. Để thực hiện được điều này còn phải dựa vào tôi, vào bạn và tất cả chúng ta. Theo như thông điệp của trường tiểu học Đông Lỗ, hàng năm luôn thực hiện đúng nên chưa từng có vụ tai nạn nào xảy ra đối với các bạn học sinh, đó là an toàn giao thông để bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của mọi người. Cuối cùng, em xin kính chúc quý vị đại biểu, các bạn thiếu nhi lời chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp để mọi người luôn được bình an, cho mọi gia đình đều được ấm no hạnh phúc. Xin cảm ơn thông điệp của trường tiểu học Đông Lỗ. Qua phần trình bày trên, trước hết công việc vô cùng cần thiết là học sinh lên tham gia học tập luật giao thông đường bộ ở trường, lớp và tìm hiểu thêm đầy đủ hơn nữa về vấn đề này. Vì bản thân các em là những chủ nhân tuổi trẻ của nước nhà nên cần có sự hiểu biết về giao thông để có thể làm chủ vấn đề an toàn giao thông, không để tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Có hiểu biết về pháp luật, chúng ta mới chấp hành nghiêm chỉnh những luật quy về an toàn giao thông, không lạng lách, đánh võng trên đường đi, không đi xe máy khi chưa có bảng lái, không vượt đèn đỏ, không tham gia vào những hành vi phá hoại công trình giao thông. Có hiểu biết về pháp luật, ta mới tuyên truyền luật giao thông cho những người xung quanh, trao đổi với người thân trong gia đình, tham gia các hoạt động tuyên truyền xung kích về an toàn giao thông, tham gia các hội thanh thiếu niên tình nguyện bảo đảm an toàn giao thông. Mỗi học sinh được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, cách ngồi an toàn sau xe máy, xe đạp. Đây là điều là những kiến thức cần thiết rất gần gũi với đời sống hàng ngày. Cuộc sống của mỗi người được tạo lên từ những yếu tố cộng hưởng và việc đảm bảo an toàn giao thông cũng quan trọng không kém. Chúng ta hãy chung tay xây dựng một môi trường tham gia giao thông an toàn, lành mạnh. Một lần nữa xin đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng hai tiểu phẩm trên. Kính thưa các vị đại biểu khách, tháng nhân đạo năm 2023 với chủ đề từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, tháng nhân đạo được Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam triển khai từ năm 2018 đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào tương thân tương ái rộng lớn trong cộng đồng, mang lại điểm nhấn và kết quả nổi bật so với các hoạt động nhân đạo thường xuyên. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thiếu niên nhi đồng, vừa qua đoàn xã đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ xã kêu gọi vận động ủng hộ kinh phí để trao tặng 22 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với mỗi xuất quà của các em trị giá là 200.000 đồng. Sau đây thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua danh sách và mời các em có tên sau lên sân khấu để nhận quà. 1. Em Tạ Phương Nhung sinh năm 2015, thôn Đảo Xá. 2. Em Trần Hoàng Anh sinh năm 2013, thôn Viên Đình. 3. Em Nguyễn Văn Thành sinh năm 2008, thôn Viên Đình. 4. Em Nguyễn Duy Bình sinh năm 2010, thôn Nhân Trai. 5. Em Nguyễn Minh Thư sinh năm 2016, thôn Ngọc Trục. 6. Em Cao Thị Vân Anh sinh năm 2013, thôn Mạnh Tân. 7. Em Nguyễn Tệ Nhi sinh năm 2017, thôn Thống Nhất. Xin mời 7 em có tên trên lên sân khấu. Em Tạ Phương Nhung, thôn Đào Xá. Em Trần Hoàng Anh, thôn Vân Đình. Em Nguyễn Văn Thành, thôn Vân Đình. Em Nguyễn Duy Bình, thôn Nhân Trai. Em Nguyễn Minh Thư, thôn Ngọc Trục. Em Cao Thị Vân Anh, thôn Mạnh Tân. Và em Nguyễn Tệ Nhi, thôn Thống Nhất. Bác đứng sau cạnh cho các cháu nhỏ đúng rồi. Cho các cháu nhỏ đúng rồi. Để...
Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Tạ Xuân Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng xã Đông Lỗ và ông Phạm Công Hoàn, Quỹ Tín dụng Giám đốc Quỹ Tín dụng Đông Lỗ lên tặng cho 7 em có hoàn cảnh khó khăn. Xin trân trọng kính mời hai ông.